Xin chào các anh chị. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các anh chị kiến thức sản phẩm siêu tẩy cạn canxi Obey. Khi nói về kiến thức sản phẩm, có 3 nội dung các anh chị cần phải nhớ như sau. 1 là nhớ được tên gọi của sản phẩm. 2 là nhớ được xuất xứ của sản phẩm. 3 là nhớ được đặc tính và lợi ích của sản phẩm là gì. Và bây giờ tôi đi vào phần chi tiết kiến thức sản phẩm siêu tẩy cạn canxi Obey như sau. 1 là tên gọi sản phẩm. Sản phẩm có tên gọi là siêu tẩy cạn canxi Obey. 2 là xuất xứ. Sản phẩm siêu tẩy cạn canxi Obey được sản xuất tại Việt Nam, mã vạch 893. 3 là đặc tính và lợi ích của sản phẩm. Sản phẩm siêu tẩy cạn canxi Obey có chứa hoạt chất hoạt động bề mặt không ion glycol 975, mang lại cho sản phẩm bộ ba sức mạnh ưu việt. Sức mạnh ưu việt thứ nhất của sản phẩm là tẩy sạch vết cặn canxi, vết cặn của nước cứng, vết rỉ sét lâu ngày cứng đầu bám trên các bề mặt thiết bị ở nhà tắm, nhà vệ sinh như sen vòi, bồn rửa, chậu rửa, gương, vách kính phòng tắm, vách kính tòa nhà, giúp cho bề mặt luôn trắng sạch như mới. Sức mạnh ưu việt thứ hai là không để lại vết ố trên bề mặt thiết bị. Sức mạnh ưu việt thứ ba là an toàn cho người sử dụng. Trên đây tôi đã trình bày với các anh chị về kiến thức sản phẩm siêu tẩy cạn canxi Obey. Chúc các anh chị thành công. THT Việt Nam cho cuộc sống tốt đẹp hơn.